Thân xin nổi hướng qua này, thấu đến quyền thuộc nơi đây cho tường, cũng là thân thích tha phương, hoặc đã qua vãng hoặc thường hiện nay. Chúng sanh ba giới bốn loài, vô tưởng hữu tưởng chẳng nải đâu đâu, nghe lời thần thật thính cầu, xin mau tụ lại lần đâu qua này. Bằng ai xa cách chưa hay, cầu xin thiên chung mạch ngay với cùng, thấy đều thọ lãnh hưởng chung, dứt rồi tội lỗi thoát vòng nạn tai. Nguyên nhiều tăng chúng đức tài, đã thành thánh quả hoằng khai đạo lành, nguyện cho Phật Pháp thành hành, năm ngàn năm chẳng phước lành thế gian. Y đàng nô nhát ti nàng hôn tu xúc phi ta hôn tu nhà ta yô. Y đàng nô nhát ti nàng hôn tu xúc phi ta hôn tu nhà ta yô. Y đàng nô nhát ti nàng hôn tu xúc phi ta hôn tu nhà ta yô. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đầy, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ăn được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đầy, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị hằng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đầy, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị hằng được sự an vui. Idang vatano punyang asavakaya vahang nipanasa pakcayo hotu. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm mũ ngầm nơi tâm. Nam mô Phuttaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sangkhaya. Ukasamayang pante visung visung rakhanathaya tisalane nasaha pancha sila niya chama dutiyampi mayang pante visung visung rakhanathaya tisalane nasaha pancha sila niya chama tatiyampi mayang pante visung visung rakhanathaya tisalane nasaha pancha sila niya chama. Bạch hóa chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Bạch hóa chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì, bạch hóa chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ ba, dạ nam mô Phuttaya. Thay mặt đại chúng trong rùm, con xin được thành kính cùng thiền đại đức minh hạnh từ bi hoan hỷ, thay mặt chư đại đức tăng chuyển tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con. Nam mô Phuttaya. Dạ con xin được thành kính cùng thiền đại đức minh hạnh. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con nên mới lòng thành kính làm lễ Đức Phật qua đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con nên mới lòng thành kính làm lễ Đức Phật qua đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy.
con đem mới lòng thành kính làm lễ Đức Thái Qua đó Ngài là Bậc A-ra-hăng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagava đó. Ngài là Bậc A-ra-hăng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagava đó. Ngài là Bậc A-ra-hăng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagava đó. Ngài là Bậc A-ra-hăng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Buddhang saraṃ gacchāmi, con đem với lòng thành kính xin quy y Phật. Dhammang saraṃ gacchāmi, con đem với lòng thành kính xin quy y Pháp. Sanghang saraṃ gacchāmi, con đem với lòng thành kính xin quy y Tăng. Dutiyami Buddhang Saranam Gacchami, con đem lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Dutiyami Dhammang Saranam Gacchami, con đem lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Dutiyami Sanghang Saranam Gacchami, con đem lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Tatiyami Buddhang Saranam Gacchami, con đem lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Tatiyami Dhammang Saranam Gacchami, con đem lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Tatiyami Sanghang Saranam Gacchami, con đem lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Buddhang Saranam Gacchami, con đem lòng thành kính xin quy y Phật. Dhammang Saranam Gacchami, con đem lòng thành kính xin quy y Pháp. Sanghang saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Dutiyampi buddhang saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Dutiyampi dhammang saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Dutiyampi sanghang saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý y Tăng lần thứ nhì. Ta ti yam pi buddhang saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý y Phật lần thứ ba. Ta ti yam pi dhammang saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý y Pháp lần thứ ba. Ta ti yam pi sanghang saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý Tăng lần thứ ba. Tỳ sarana gahanam paripunnang, phép quy tâm bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phan tê dạ xin vâng. Dạ, kính bạch đại đức Minh Hạnh, con đã xong rồi ạ. Kính cung thiền đại đức ạ. Ba na ti ba ta ve ra ma ni sa kha ba đăng sa ma ya mi, con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự sát sanh. Adina da na ve ra ma ni sa kha ba đăng sa ma ya mi, con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumichha chara ve ramani sekha banang samadhyami, con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự tà dâm. Musawada ve ramani sekha banang samadhyami, con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự nói dối. Sura me ra yamachapama dathana,
Vê ra ma ni sê kha ba đăng sa ma di a mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ dũng rượu và các chất sai. Panatipata Veramni Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinadana Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa xứ trộm cắp. Ca mê su mi cha cha ra vi ra ma ni si ka pa đang sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa xứ tà dâm. Mu sa wa da vi ra ma ni si ka pa đang sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa xứ nói dối. Sura me ra ya ma cha pa ma da tha na ve ra ma ni si ka pa đang sa ma thi ya mi. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự dễ dối uống rượu và các chất say. Ya ni ban cha si ka pa da ni sa thu gan ka to a ap ma ma de ne ni cha ka lang sam ma ra ki tap bang. Chỉ thiện cho nên thọ truyền hữu giới này cho được trong sạch với vân giới hành theo cho đến trọn đời dẫn nên với vui. A ma phan tê dạ xin vâng. Si la na su ca tan yan ti si la na pho va sa ma da si la ni ni po tan yan ti ta sa ma si la vi su tha ye. Các chúng sanh thì sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ dư thiện tín phải ráng thọ trì dễ luật cho được trong sạch, đừng có lâm nhơ. Sa thu sa thu lần thay. Và thay mặt đại chúng trong room, con xin được thành kính trên đại đức Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt cho đại đức tăng để chuyển tam quy và ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con. Với lòng thành kính làm lễ tán giấc tam bảo tụng kinh và thọ trì quy giới, phần phước phát sanh lên. Chúng con xin hồi hướng đến các vị huân thầy tổ, ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc nội ngoài hai bên của chúng con đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh bằng đã tái sanh vào nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm thăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để chứng đắc A-la-hán, thánh đạo, thánh quả, niết bàn, tuyệt đoạn tuyệt mọi phiền não ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Và kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý tôn nữ cùng toàn thể đạo tràng, và sau phần lễ bái tam bảo tụng kinh và trì quy giới, Avatthana xin được nhường lại cho Sĩ Đàm Sĩ Nhật Huỳnh. À, kính mời xin nhiệt liệt. Dạ sa thú kính cảm ơn Vinh Quát Tha Ná. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Khai. Con thành kính lãnh lễ ơn đức Tam Bảo, ơn đức Phật, ơn đức Pháp, ơn đức Tăng. Dạ, cảm ơn sự sẵn đồng, sự trần đạo đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính lãnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Thầy Đức Tịnh Đạt, cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý vị cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Nhật Quỳnh mình chào Thi An Lạc, kính chào Vinh Quát Tha Na, kính chào Maharaja, mình chào Sức Trần Đạo, kính chào Chandra, kính chào Buôn Bỏ, kính chào Sinh Nhau Nghe, mình chào Sức Rạng Đông, kính chào Gia Nhân Răng Rụng, kính chào Ngọc Đăng Hà Ngọc Đặng, dạ, kính chào IQ em đó, kính chào anh chị Phan Quang Đi, mình chào Thanh, mình chào Cẩm Vân, mình chào Sức Hành Kiểm, mình chào Thi Na. Một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh, đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng
truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Vinh Quách Thanh Á đã thay mặt đạo tràng để bái tam bảo và thọ trì vi giới. Nhật Quỳnh cũng xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Sức Càng Đông đã mở rung và cho đạo tràng thính pháp. Nam mô Bích Tha dạ. Dạ. Bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Tịnh Đạt hướng dẫn và điều hợp chương trình ôn tập tại ngày hôm nay cao pháp quốc kinh 100 đến 103. Dạ con kính tri ân sư đã cho con tín hiệu. Dạ con thành kính đảnh lễ đại đức tuệ đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Dạ mến chào thanh thủy và mến chào kính chào người phương nam và vào đạo tràng. Dạ bây giờ thì kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh cung thỉnh pháp sư. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu A Tha Sa Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu A Tha Sa Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu A Tha Ha Sa. Phạm Thiên Phật ngầm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Việc làm mở đạo dạy đời, nhắm phương lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy tinh dự pháp từ. Đó là nhôm kiều trận như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hà chạp vẹn toàn. Một lòng trăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ăn phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi gặp châu y, tôi mê cầu được đi tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để hướng dẫn và điều hợp chương trình ôn tập bài học ngày hôm nay phẩm 8 La Mã và trong số 100 đến 103. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính dân Bích Tính Sư. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ con kính lễ chư tăng cùng toàn minh hạnh đại đức tuệ đức cùng chư quý vị tham gia diễn đàn pháp cú kinh. Ngày hôm nay là ngày chủ nhật ngày 23 tháng 1 năm 2022. Dạ cảm ơn quý vị đã cho biết tín hiệu tốt ạ. Dạ kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái buổi ôn tập cuối tuần. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ ôn tập phẩm, bắt đầu cho phẩm Sahasawaka, phẩm ngàn, từ câu đầu tiên là câu số 100, 101, 102 và 103. Là tương đương với ba cái tích truyện duyên sự mà chúng ta sẽ ôn tập ngày hôm nay. Và thì quý vị đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ bắt đầu cho cái buổi sinh hoạt ngày chủ nhật. A ra
hằng sam ma sam bụt tho pha ca wa bụt thằng pha ca wan tăng a phi wa đề mi so kha tô pha ca wa ta tham mô tham măng namasami supatipanno bhagavato savaka sangho sangham namami. Dạ nam mô Bụt Thầy giá. Một lần nữa con xin kính đảnh lễ chư tăng và mến chào toàn thể quý vị. Hôm nay diễn đàn Pháp Cú Kinh, chúng ta sẽ tiếp tục cho buổi ôn tập cuối tuần về Pháp Cú Kinh phẩm thứ 8, phẩm ngàn sa ha sa quát cá, gồm có 4 câu Pháp Cú từ câu 100 đến 103, tương đương có 3 cái duyên sự. Dạ, bây giờ thì có vị nào xin quan hỷ cho bài học ngày hôm nay, ôn tập ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn bác Watthana đã hỗ trợ post bài. Dạ, bây giờ thì chúng ta sẽ ôn một lượt 4 câu cạn ngôn pháp cú này. Xong thì sẽ kính mời chư tăng cũng như là quý sư cô, quý Phật tử, chúng ta sẽ ôn tập, đọc lại, trùng tụng lại lời dạy của Đức Phật và đọc luôn cái phần duyên sự tóm tắt để chúng ta nhớ lại những cái nguyên nhân mà phát sinh lên những cái câu kệ ngôn này. Và bây giờ chúng ta đi xin được phép bắt đầu ạ. Phẩm Sahasawaka, phẩm ngàn, câu số 100. Sahasamapi chevacha anatapada sanghita ekang atapadang sayo yang sutva upasammati. Sahasamapi chevacha anatapada sanghita ekang atapadang sayo yang sutva upasammati. Dầu nói ngàn ngàn lời nhưng không gì lợi ích, tốt hơn một câu nghĩa nghe xong được tịnh lạc. Dầu nói ngàn ngàn lời nhưng không gì lợi ích, tốt hơn một câu nghĩa nghe xong được tịnh lạc. Câu số 101. Sahasamabhije gatha anantabada sanghita ekangatha padang sayo yang sutva upasammati. Sahasamabhije gatha anantabada sanghita ekangatha padang sayo yang sutva upasammati. Dầu nói ngàn câu kệ nhưng không gì lợi ích, tốt hơn nói một câu nghe xong được tịnh lạc. Dầu nói ngàn câu kệ nhưng không gì lợi ích, tốt hơn nói một câu nghe xong được tịnh lạc. Câu số 102. Yo che ga tha sa tang pa se ananta bada sanghita ekang thamma badang sayo yang sutva upasammati. Yo che ga tha sa tang pa se ananta bada sanghita ekang thamma padang sayo yang sutva upasammati. Dầu nói trăm câu kệ nhưng không gì lợi ích, tốt hơn một câu pháp nghe xong được tịnh lạc.
Dầu nói trăm câu kệ nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu pháp nghe xong được tịnh lạc. Câu số 103. Yo saha sang saha sena sangame manuse jine ekancha jayamata nang sa we sangama chutamo yo saha sang saha sena sangame manuse jine ekancha jayamata nang sa we sangama chutamo. Dầu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn, thật chiến thắng tối thượng. Dầu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn, thật chiến thắng tối thượng. Dạ, bản Việt ngữ của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, kính thưa quý vị, thì hôm nay chúng ta bắt đầu ôn tập với cái phẩm đầu tiên, cái phẩm mới, những câu đầu tiên của phẩm phẩm ngàn Sahasawaka. Và trong cái phẩm ngàn này thì chúng ta sẽ bắt gặp những câu kệ ngôn được nói đến liên quan đến những con số. Và nhấn mạnh ở trong cái phẩm này đó là những lời nói nó không phải là dựa trên cái đánh giá về số lượng ít hay nhiều, mà là dựa trên cái ý nghĩa từng câu nói, từng lời nói có giúp ích được cho cái đời sống của người đó hay là cái người nghe không. Trong những cái duyên sự mà chúng ta sẽ được nhắc lại liên quan đến những câu kệ ngôn này, thì chúng ta sẽ thấy rằng những cái trường hợp rất là hy hữu đã xảy ra với những cái khoảnh khắc rất là đặc biệt, và Đức Phật hay là chắc các vị chư Thánh Tăng đã dùng cái trí tuệ của mình để mà nhắc sắp tấn những cái lời của chánh pháp một cách hợp thời, hiệu quả và đi thẳng vào cái tâm nguyện của người nghe. Đó là những cái bài học liên quan đến cái phẩm Sahasawaka, phẩm ngàn. Và bây giờ thì tịnh đại xin kính mời tất cả quý vị, kính mời chư tăng, kính mời quý sư cô và quý Phật tử, chúng ta cùng nhau để mà trùng tụng lại những câu kệ ngôn mà Đức Phật Ngài đã thuyết, đã dạy. Và bây giờ xin kính mời quý vị ạ. Cô Rạng Đông, xin mời cô Rạng Đông cầm mic ạ. Sa thú đại đức Tịnh Đạt, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức, cô tu nữ Tuệ Dương. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin chọn câu số 100. Sau đây con xin đọc câu pháp cú số 100. Saha sama pi che wa cha anatha pada sanghita te kang anatha padang sayo yang su toa upa sammati. Saha sama pi che wa cha anatha pada sanghita te kang anatha padang sayo dần su tòa u ba sầm ma ti. Dầu nói ngàn ngàn lời nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu nghĩa nghe xong được tịnh lạc.
dầu nói ngàn ngàn lời, nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu nghĩa nghe xong được tịnh lạc. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sau đây con xin kính đọc duyên sử tóm tắt. Một thanh niên cường tráng Tâm Ba Thí Cá đã gia nhập vào một đảng cướp khét tiếng là hung bạo và gây nhiều tội ác. Về sau, đảng cướp bị trừng trị và tên cướp ấy trở thành viên đao phủ của triều đình, chuyên hành quyết các tử tội trong suốt thời gian dài 55 năm. Mặc dù là thi hành theo mệnh lệnh vua, nhưng tâm của đao phủ đã không còn được an ổn vì những việc mình đã tạo. Mai thai nhờ ngài Sariputta cảm hóa, tánh tình anh đổi hẳn từ hung tàn bạo ngược, trở nên hiền lành lương thiện, và sau khi chết tái sanh vào nhàn cảnh. Nhưng tại sao chỉ có bấy nhiêu lời cảm hóa đó mà ông hồi tâm giác ngộ được chánh pháp? Đức Phật giải thích rằng sở dĩ ông tái sanh tốt đẹp là nhờ những lời khuyên hữu hiệu, đụm nhuận từ bi bác ái của một người có tinh thần đạo đức cao thượng như ngài Sariputta, chứ có so bì số lượng ít hay nhiều. Dạ thưa, xin chấm dứt. Con kính mời vị kế tiếp, xin quý vị giơ tay ạ. Con xin xuống mic. Dạ Nam Mô Bụt Thà, dạ Nam Mô Tâm Ma, dạ Nam Mô Sang Kha, dạ. Con kính lĩnh lễ Đức Phật, con kính lĩnh lễ giáo pháp, con kính lĩnh lễ Đức Tăng, con kính lĩnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc bài câu sắp pháp cú số 101. Sa ha sa ma pi che ga tha a na tha pa đa sam hi ta e căng ga tha pa đăng say yo dân su to u pa sam ma tí sa ha sa ma pi che ga tha a na tha pa đa sam hi ta e căng ga tha pa đăng say yo dân su to u pa sam ma tí. Dầu nói ngàn câu kệ nhưng không lợi ích gì tốt hơn nói một câu nghe xong được tịnh lạc. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Dầu nói ngàn câu kệ nhưng không lợi ích gì tốt hơn nói một câu nghe xong được tịnh lạc. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Trưởng lão Ba Hí Giá trước kia làm nghề biển, một lần thuyền bị đắm, đa phần mọi người đều bị tử nạn, riêng trưởng lão Ba Hí Giá là may mắn sống sót, bơi vào bờ không còn quần áo. Trưởng lão Ba Hí Giá lấy vỏ cây che đỡ thân mình. Dân làng thấy ông ăn mặc như vậy tưởng lầm ông là một vị thánh, và chính bản thân trưởng lão Ba Hí Giá cũng lầm tưởng mình đã là vị A-la-hán. Nhận định được sự điên cuồng ấy, ông đã ý kiến Đức Phật và được Đức Phật cảm hóa bằng những lời dạy cô động, xúc tích những nhưng đầy hữu ích, đầy trí tuệ giúp ông dứt trừ hết các phiền não. Sau sự kiện hy hữu này, Đức Phật tiếp độ trưởng lão Ba Hí Giá trong khi đang đi khất thực. Chư Tăng có điều thắc mắc, làm sao chỉ nghe có bấy nhiêu đó lời mà trưởng lão Ba Hí Giá giác ngộ niết bàn. Đức Phật dạy rằng tuy chỉ là một câu kệ nhưng ý nghĩa đưa đến an tịnh còn tốt hơn hàng ngàn câu kệ vô ích mà trống rỗng. Và Cẩm Dân đã đọc bài xong, mến mời bàn tay của Sít Trần Đạo.
Đức cùng Sư Tôn Đức Tăng. Kính lễ với bà với cô tu nữ, kính chào với anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc kinh Pháp Cú số 102 ạ. Vô chê giá tha sát tăng ba xê á nát thá bá đá xanh hi ta ê căng thầm má bá đăng thù vô dân xuất tòa ấp bá xâm má tí. Dầu nói trăm câu kệ nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu pháp như đã xong được định lạc. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vô chê gia tha sát tăng bá xê á ná tháp bá đá xâm hi ta ê căng thân má bá đăng xê vô dân xuất tòa ú bá xâm má ký. Dầu nói trăm câu kệ nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu pháp nghe xong được tịnh lạc. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tại kinh thành Ra Chá Giá Há, một tiểu tư gia đình phú hộ đem lòng thương yêu một tướng cướp. Tên cướp ấy giới tính côn đồ, đã lừa gạt tình cảm của tiểu thơ. Một lần đưa bà đến núi cao bên bờ vực thẳm, mưu toan cướp giật tất cả trang của bà, rồi xô bà xuống hố sâu. Hết lời gian lơn chồng mình nhưng vô hiệu, cuối cùng bà nhanh trí lừa thế đẩy anh ta xuống vực để thoát thân. Quá chán ngán về cuộc tình ngang trái và không còn tự tin đối diện với người thân, bà đã dân du để tìm về chốn yên bình. Về sau cơ duyên bà gặp ngài Sariputta, được xuất gia Tỳ Khưu Ni, được nghe chánh pháp và đắc quả A La Hán. Các chị Tỳ Khưu thảo luận với nhau không hiểu được tại sao bà đã đánh lừa xô chết một tên cướp, và chỉ nghe vài lời giáo huấn giáo pháp đã đạt được quả A La Hán. Lúc bấy giờ Đức Phật giải thích kỳ hiệu năng của lời chân lý và tầm quan trọng của sự tự khắc, tự chiến thắng, và chỉ có người thắng được phiền não ở nội tâm mới thật xứng danh tối thượng. Dạ con đã đọc xong ạ. Dạ cô xin gửi hết lời cho Sức Thanh Thủy ạ. Dạ xin cảm ơn trần đạo. Dạ con Thanh Thủy, con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào quý đạo hữu. Cảm ơn quan thân trần đạo. Dạ kính tri ân thần tọa. Con kính tri ân đại đức trần đạo cho con biết rõ tín hiệu. Cảm ơn Quỳnh Quá Tha Ná. Dạ con xin đọc câu 103. Yo sahasang sahase na sangame manuse chine ekan chas che yamata nang sawe sangga mat chut tamo yo sang hasasang hasase na sangame manuse chine ekan chas che yamata nang sawe sangga mat sawe sangga Machutamo. Đầu tại bài chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn thật chiến thắng tối thường. Bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tại kinh thành Ra Chá Giá Ha, một tiểu thư gia đình phú hộ đem lòng thương yêu một tướng cướp. Tên cướp ấy giới tính côn đồ, đã lừa gạt tình cảm của tiểu thư. Một lần đưa bà đến một núi cao bên bờ vực thẳm, mưu toan cướp giật tất cả nữ trang của bà, rồi xô bà xuống hố sâu. Hết lời gian lơn chồng mình nhưng vô hiệu, cuối cùng bà nhanh trí lừa thế
thế, đẩy anh ta xuống vực để thoát thân. Quá chán ngán về cuộc tình ngang trái và không còn tự tin đối diện với người thân, bà đã dân du để tìm về chốn yên bình. Về sau, cơ duyên bà gặp ngài Sariputta, được xuất gia từ khu ni, được nghe chánh pháp và đắc quả A La Hán. Các vị tỳ khu thảo luận với nhau, không hiểu được tại sao bà đã đánh lừa xô chết một tên cướp và chỉ nghe vài lời của giáo pháp đắc được đầu quả A La Hán. Lúc bấy giờ, Đức Phật giải thích về hiệu năng của lời, chân lý và tầm quan trọng của sự tự khắc phục, tự chiến thắng. Chỉ có người thắng được phiền não. Tự chiến thắng và chỉ người thắng được phiền não ở nội tâm mới thật xứng danh tối thượng. Dạ con đã đọc xong, con kính chuyên đạo tràng. Kính mời cô tu nữ tội duyên. Sa thú lành thay, cảm ơn Sích Thanh Thủy. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, kính lễ thượng tọa minh hạnh, đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tuệ Đức, kính lễ quý tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Và bây giờ tự nhiên xin đọc kinh Pháp Cú 103. Dạ cảm ơn huynh Quá Thanh Á. Yo sahat sang sahat se na sang ga me ma nu se chi ne e kanh chất chay yam mát ta năng sa quê sang ga mát chút tác mô. Yo sahat sang sahat se na sang ga me ma nu se chi ne e kanh chất chay yam mát ta chay yam mát ta năng sa quê sang gà mắt chút ta mô. Yô sa sang sa hạt sê na sang gà mê ma nu sê chi nê. Ê canh cha chay ya mắt ta năng sa quê sang cam mà chút ta mô. Vô sa hạt sang sa hạt sê na sang ga ma mê ma nô sê chi nê. Ê canh cha chay ya mắt ta năng sa quê sang cam mà chút ta mô. Vô sa hát sang sa hát sê na sang ga mê ma nu chê nu sê chi nê. Ê canh chất chay yam mát ta năng sa quê sang ga mà chút ta mô. Dầu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn, thật chiến thắng tối thượng. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tại kinh thành Rajagaha, một tiểu thư gia đình phú hộ đem lòng thương yêu một tướng cướp. Tên cướp ấy với tính côn đồ đã lừa gạt tình cảm của tiểu thư. Một lần đưa bà đến một núi cao bên bờ vực thẳm, mưu toan cướp giật tất cả nữ trang của bà, rồi xô bà xuống hố sâu. Hết lời vang lơn chồng mình nhưng vô hiệu. Cuối cùng bà nhanh trí lừa thế đẩy anh ta xuống vực để thoát thân.
quá chán ngán về cuộc tình ngang trái và không còn tự tin đối diện với người thân, bà đã vân du đi tìm về chốn yên bình. Về sau, cơ duyên bà gặp Ngài Sariputta, được xuất gia Tỳ Khưu Ni, được nghe chánh pháp và đắc quả A-la-hán. Các vị tỳ khưu thảo luận với nhau, không hiểu được tại sao bà đã đánh lừa, xô chết một tên cướp và chỉ nghe vài lời của giáo pháp đắc được đạo quả A-la-hán. Lúc bấy giờ, Đức Phật giải thích về hiệu năng của lời chân lý và tầm quan trọng của sự tự khắc phục, tự chiến thắng, và chỉ có người thắng được phiền não ở nội tâm mới thật xứng danh tối thượng. Dạ hết, dạ cảm ơn chị Lan Đức. Dạ bây giờ đã thấy tín hiệu của Quang Thanh, kính mời Quang Thanh ạ. À, con cảm ơn cô Tu Nữ Tệ Duyên. Dạ con xin kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Pháp và ân Đức Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức. Và con kính lễ quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô Tu Nữ có Tệ Duyên. Kính chào toàn thể đạo tràng cô Pháp. Sahat Savacha Anat Abada Sanghita Edang Shai Yota Umati Sahat Samabi Chewacha Anat Abada Sangda Sanghita Ekang Atabadang Shai Yota Sutwa Uba sáng dầu nói ngàn lời nhưng không gì tốt hơn một câu nghĩa nghe tân se anna antaba tăng hi tăng at rằng su u ba sam mi san sama a cha a da sang ni ta e kang a ba rằng sam a ti một thanh ca đã gia nhập vào đảng cướp khét tiếng là gây nhiều tội ác, về sau trừng trị tên cướp ở thành viên chuyên hành quyết các tội xuất than 5 năm, dù thi hành vua nhưng tâm đa phủ đã không ổn vì những không ạ? Alo ạ? Khi nhờ ngài Rí Bút Tá cảm hóa tình anh đổi hạt hung tàn thành lương thiện, và sau khi chết tái sanh vào nhà tại suối Nhiêu mà ngộ được chánh Phật giải tái huyên hiện hữu nhuần từ bi
Dạ, vườn nét của Quang Thanh hết nghe rồi Quang Thanh ơi. Nếu Quang Thanh có nghe thì dạ rồi, không mất rồi. Mời Tina nha, mấy Tina. Dạ, cảm ơn Đăng Đông. Bỉ số lượng ít nhiều hết ạ. Tri ân quý sư và tiếp ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô, tư nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được tập câu pháp cú số 103. Yo sahasang sahasena sangame manuse chine ekam chayamantanang sawe sangkhamachuttano. Dầu tại bại chiến trường, thẳng ngàn ngàn quân địch, tự thẳng mình tốt hơn, thật chiến thắng tối thượng của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Yô sa hân sân sa hân sê na sang ga ga mê ma nu sê chi nê e căn cha chay ya man ta năng sa vê sang ga ma chun ta mô. Tại kinh thành Ra-cha-ga-ha, một tiểu thư gia đình phú hộ đem lòng thương yêu một tướng cướp. Tên cướp ấy với tính côn đồ đã lừa gạt tình cảm của tiểu thư. Một lần đưa bà đến một núi cao bên bờ vực thẳm, mưu toan cướp giật tất cả nữ trang của bà, rồi xô bà xuống hổ sâu, hết lời vãn lơn chồng mình, nhưng vô hiệu. Cuối cùng bà nhanh trí lừa thế đẩy anh ta xuống vực để thoát thân. Quá chán ngán về cuộc tình ngang trái và không còn tự tin đối diện với người thân, bà đã vân du để tìm về chốn yên bình. Về sau, cơ duyên bà gặp Ngài Sariputta, được xuất gia tỳ khu ni, được nghe chánh pháp và đắc quả A-la-hán. Các vị tỳ khu thảo luận với nhau, không hiểu được tại sao bà đã đánh lừa xô chết một tên cướp và chỉ nghe lời của giáo pháp đắc được đạo quả A-la-hán. Lúc bấy giờ, Đức Phật giải thích về hiệu năng của lời, chân lý và tầm quan trọng của sự tự khắc phục, tự chiến thắng, và chỉ có người thắng được phiền não ở nội tâm mới thật xứng danh tối thượng. Dạ, con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô, tư nữ và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ, con xin thành kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt. Dạ, con xin chào toàn thể đạo tràng, cho con xin được ôn lại bài 103. Dạ. Yo sa ha sang ha sa han se na sang ga me ma su nu se chi ne e canh cha ye. Nó hơi bị lấp chữ một chút ạ, con xin phép. Ê cảnh cha dày gia mát tà năng xa quê sang gà ma chút ta mồ dù xa ha sang xa ha xê na sang gà mê ma nu xê chi nê. Ê cảnh cha dày e cành cha chày yam yamat ta năng sa quê sang ga ma chút ta mô yo sa ha sang sa ha se na. Cả con xin phép được kể lại, nó hơi bị lấp chữ quá ha. Yo sa ha sang ha sa se na sang ga me ma nu se chi ne e canh cha yai ya ma ta nang sa we sang ga ma chut ta mo. Dầu tại bãi chiến trường, thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn, thật chiến thắng tối thượng. Tại kinh thành Ra-cha-ga-há, một tiểu thư gia đình phú hộ đem lòng thương yêu một tướng cướp.
Tên tướng cướp ấy với tính côn đồ đã lừa gạt tình cảm của tiểu thư. Một lần đưa bà đến một núi cao trên bờ vực thẳm, mưu toan cướp giựt tất cả nữ trang của bà rồi xô bà xuống hố sâu. Hết lời van lơn chồng mình nhưng vô hiệu, cuối cùng bà nhanh trí lừa thế đẩy anh ta xuống vực để thoát thân. Quá chán ngán về cuộc tình ngang trái và không còn tự tin đối diện với người thân, bà đã vân du để tìm về chốn yên bình. Về sau cơ duyên bà gặp ngài Sariputta, được xuất gia Tỳ Khưu Ni, được nghe chánh pháp và đắc quả A-la-hán. Các vị Tỳ Khưu thảo luận với nhau không hiểu được tại sao bà đã đánh lừa xô chết một tên cướp, và chỉ nghe vài lời của giáo pháp đã đắc được đạo quả A-la-hán. Lúc bấy giờ Đức Phật giải thích về hiệu năng của lời chân lý và tầm quan trọng của sự tự khắc phục, tự chiến thắng, và chỉ có người thắng được phiền não ở nội tâm mới thật xứng danh tối thượng. Dạ, Yêu Quan ạ, con đã đọc xong ạ. Con xin mời một vị khác ạ. Dạ. Nam mô Phật Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sằng Kha Gia. Kính đại lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đại lễ chư đại đức tăng trong đạo tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ, con xin được kể kinh pháp cú số 100 và cảm ơn sĩ Trần Đạo, sĩ Trạng Đơn và chư đơn tại Đức Tịnh Đạt cho biết nghe rõ. Sahasama pi che wa cha anatta pada sanghita ekang attha padang sayo yang sutawa upasammati. Sahasama pi che wa cha anatta pada sanghita ekang attha padang sayo yang sutawa upasammati. Dầu nói ngàn ngàn trời nhưng không gì lợi ích, tốt hơn một câu nghĩa nghe xong được tĩnh lạc. Bản dịch của ngài Minh Châu. Một thanh niên cường tráng Tamba Dathika đã gia nhập vào một đảng cướp khét tiếng là hung bạo và gây nhiều tội ác. Về sau đảng cướp bị trừng trị và tên cướp ấy trở thành viên đao phù thủ của triều đình, chuyên hành quyết các tử tội trong thời gian 55 năm. Mặc dù đã hành theo mệnh lệnh của nhà vua nhưng tâm của đao phù thủ đã không còn được an ổn vì những việc mình đã tạo. May thay nhờ ngài Sariputta cảm hóa, tánh tình anh đổi hắn từ hung tàn bạo ngược trở nên hiền lành, lương thiện và sau khi chết tái sanh vào nhàn cảnh. Nhưng tại sao chỉ có bấy nhiêu lời cảm hóa đó mà ông hồi tâm giác ngộ được chánh pháp? Đức Phật giải thích rằng sở dĩ ông tái sanh tốt đẹp là nhờ những lời khuyên hữu hiệu, đượm nhuần từ bi bác ái của một người có tinh thần đạo đức cao thượng như ngài Sariputta, chớ có so bì số lượng ít hay nhiều hết. Dạ, con xin được xuống mic. Dạ, xin mời kính bà Sita nhật hình tiếp theo nha. Dạ, sa thú kính cảm ơn Quỳnh Quát Thành Á. Dạ, cảm ơn Sư Trần Đạo cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Trung Đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, con kính tri ân sư, kính cảm ơn đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Dạ, giờ cho Quỳnh Quá Tha Ná chọn câu 100 là câu đầu, con chọn câu cuối để cho nó tròn đủ. Dạ, con xin chọn câu 103. À, cảm ơn Quỳnh Quá Tha Ná cho bài học. Yo saha sang saha se na san ga me ma nu se chi ne e can cha chay ya ma ta năng sa quệ san ga ma chút ta mô. Yo saha sang saha se na san ga me ma nu se chi ne e can cha chay ya ma ta năng sa quệ san ga ma chút ta mô.
dầu tại bãi chiến trường thắng hàng ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn thật chiến thắng tối thượng. Dầu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn thật chiến thắng tối thượng. Dạ, cho phép con thử kệ, không biết hôm nay con có kệ được hay không ạ. Giờ sa ha sang sa ha se na sang ga me ma nu se chi ne e chánh cha chay và ma ta năng sa quê sanh ga ma chuốt ta mô. Giờ sa ha sang sa ha se na sang ga me ma nu se chi ne ê cảnh cha chay và mạt ta năng xa hê sanh ra mà chuột ta mô. Dạ cảm ơn các nguồn Lào Cai. Dạ, không biết bữa nay nó bị sao. Dạ con xin được đọc duyên sự. Dạ cảm ơn Trạng Đông. Tại kinh thành Ra Chát Ca Há, một tiểu thư gia đình phú hộ đem lòng thương yêu một tướng cướp. Tên cướp ấy với tính côn đồ đã lừa gạt tình cảm của tiểu thư. Một lần đưa bà đến một núi cao bên bờ vực thẳm, mưu toan cướp giật tất cả nữ trang của bà rồi sâu xuống hố sâu. Hết lời van lơn chồng mình nhưng vô hiệu. Cuối cùng van lơn chồng mình, cuối cùng bà nhanh trí lừa thế đẩy anh ta xuống vực để thoát thân. Quá chán ngán về cuộc tình ngang trái và không còn tự tin đối diện với người thân, bà đã vân du để tìm về chốn yên bình. Về sau cơ duyên bà gặp ngài Sariputta, được xuất gia Tỳ Khu Ni, được nghe chánh pháp và đắc quả A-la-hán. Các vị Tỳ Khu thảo luận với nhau không hiểu được tại sao bà đánh lừa sơ chết một tên cướp và chỉ nghe vài lời của giáo pháp đạt được đạo quả A-la-hán. Lúc bấy giờ Đức Phật giải thích về hiệu năng của lời chân lý và tầm quan trọng của sự tự khắc phục, tự chiến thắng, và chỉ có người thắng được phiền não ở nội tâm mới thật xứng đáng danh tối thượng. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, con cũng rất thích câu này. Lý do là dầu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn thật chiến thắng tối thượng. Dạ, con cũng cảm nhận được cái điều này. Tự thắng mình rất là khó, và con cũng đã cũng dạy nó nhiều lần. Có lúc con dị không nổi, con dạy nó chết tới rồi, phải dị đi, tu tập đi, thì nó mới chịu dị nổi. Dạ, con thành kính đảnh lễ tri ân công đức Nhật Quỳnh, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, bây giờ thì con nghĩ là không còn vị nào đưa bàn tay lên nữa. Con cung thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt Từ Bi trở lại đạo tràng ạ. Dạ, con kính nhân mít đến sư. Dạ, sa thú lành thai. Dạ hôm nay theo ghi nhận của Tịnh Đạt thì có rất là nhiều vị tham gia để mà trùng tụng lại, đọc lại những cái lời Phật dạy trong Pháp Cú Kinh. Theo như Tịnh Đạt thấy thì không biết có vị nào thiếu sót hay không, là 9 vị, nếu mà Tịnh Đạt luôn là 10 vị. Dạ, điều đó rất là hoan hỷ khi mà các vị đã cố gắng để mà sắp xếp tạo cái điều kiện tốt nhất để commit được để mà cùng tham gia diễn đàn Pháp Cú Kinh cũng như là cái riêng cái lớp ôn tập cuối tuần này. Thì đó là một cái điều rất là tinh thần của quý vị tham gia rất là đáng khen ngợi. Và một lần nữa xin được sa thú với tất cả quý vị. Và thưa quý vị rằng hôm nay chúng ta ôn tập về phẩm ngàn sa sa quốc cá.
Và ở đây thì có một cái những cái câu chuyện ở trong những cái phẩm này đó. Ở đây chúng ta có ba cái duyên sự, và chúng ta thấy rằng ba cái duyên sự này có những cái tiền nghiệp trước khi đến với biết Phật Pháp, trước khi gặp được Phật Pháp, nghe được lời dạy của chánh Pháp á, thì những vị này có những cái nghiệp không có tốt. Như là trưởng lão Pahiya thì là mạo danh, hiểu lầm cho mình là một cái vị thánh nhân và nhận cái sự cúng dường của tín đồ. Và như cái chuyện thứ hai đó là nói về tích chuyện thứ hai là bị đau phủ thủ, đau phủ thủ, vì biết là ở trong cái chú giải á, thì nói rằng là một cái thời gian rất là dài, 55 năm, và được liệt kê đó là gần 2.000 người đã, ông ta đã hành quyết. Và đến những cái thời gian mà về tuổi già đó, hành quyết không nổi nữa, tức là một đao không có chết, mà phải chặt nhiều lần, phải xuống tay nhiều lần, thì lúc đó đó thì ông mới được nhà vua không cho làm đao phủ nữa. Thì trong như trong cái duyên sự đó là tuy là thi hành theo mệnh lệnh, nhưng mà ông nghĩ rằng ông tạo cái ác nghiệp rất là lớn. Và cái tích truyện thứ ba đó là về một cái cô tiểu thư sau thì xuất gia thành Tỳ kheo ni và chứng A La Hán, nhưng cô cũng phạm một cái sai lầm, một cái ác nghiệp đó là giết người, xô cái người chồng của mình là tên cướp đó xuống vực sâu, mặc dù là để phòng vệ, mà mặc dù là để thoát thân, nhưng cũng là một cái hành động gây ác nghiệp. Thưa quý vị, rằng trong chú giải thì không có nói đến về cái kết quả, cái hậu quả của những cái ác nghiệp này, mà chú trọng ở đây là nói về cái việc đó là tuy rằng những người này có những cái ác nghiệp, những cái hành động trước đó không có tốt, nhưng mà cái cơ duyên gặp được một cái vị thích hợp, một vị thầy thích hợp, một cái vị có đủ cái năng lực để mà tiếp độ hướng dẫn, thì cũng có thể cải hóa, chuyển hóa cái tâm của mình được, cái tâm của vị đó được. Cái việc mà nghiệp đã tạo và nhận lãnh cái hậu quả thì chắc chắn một điều là có. Ngay cả những cái tiền nghiệp của những vị thánh tăng như ngài, quý vị còn nhớ là ngài Moggallana là vị đệ nhất thần thông đó, thì tới cuối đời ngài vẫn bị trả một cái nghiệp bị toán cướp nó băm thay, phải nói là băm thay, là không còn nguyên diện. Rồi ngay cả Đức Phật ngài cũng bị cái nghiệp mà cuối cùng ngài phải bị thương. Dạ vâng. Thì cái nghiệp đó, cho cái quả, cái điều đó là cái điều không chính quyết. Nhưng ở đây đó, cái điều muốn nói đó là làm thế nào mình là cái người đi học Phật, thì làm thế nào mình nghe được một câu hay là nghe được một cái ý nghĩa mà có thể giúp mình chuyển hóa cái tâm tính của mình, thì điều đó là điều quan trọng. Và kế tiếp nữa, mình là một cái người thầy, mình là một cái người truyền đạt, thì làm sao dù là một cái thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, hay dù là mình không có cơ hội để mà tiếp cận lâu dài, mình có những cái lời chỉ dẫn nào có thể giúp cho cái người nghe
cải thiện được bản thân của họ, thì cái điều đó là cái điều lợi ích cho bản thân mình và lợi ích cho cái người nghe. Đương nhiên thì bây giờ thì chúng ta khó lòng nào để mà được như những cái tích truyện, trong những cái tích truyện pháp cú. Thứ nhất đó là nó có nhiều yếu tố lắm, cái người nói và cái người nghe, những cái phước báo của người nói và phước báo của người nghe nó chưa có đủ. Cho nên khi mà chúng ta học Phật á, học Phật pháp đó, thì Tịnh Đạt nghĩ rằng á, cố gắng làm sao mà chúng ta chọn cho mình một cái pháp môn phù hợp, một cái đề tài trong Phật pháp phù hợp với mình. Thí dụ như quý vị thích hành thiền thì quý vị cố gắng làm sao huấn luyện, rèn luyện cái niệm, cái chánh niệm nó cho tốt. Quý vị thích quán về cái sự vô thường thì quý vị hãy cố